đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Tiếp theo sẽ là bản tin về việc Hoa Kỳ nới lỏng rộng rãi các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Venezuela sau thỏa thuận bầu cử. Chính quyền Joe Biden vào hôm thứ Tư đã nới lỏng rộng rãi các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela để đáp lại thỏa thuận đạt được giữa chính phủ và các đảng đối lập cho cuộc bầu cử năm sau. DLA là sự hủy bỏ rộng rãi nhất các hạn chế thời ông Trump đối với Caracas. Giấy phép tổng thể mới do Bộ Tài chính Hoa Kỳ cấp đã ủy quyền cho thành viên OPEC Venezuela, quốc gia đã bị trừng phạt nặng nề kể từ năm 2019, được sản xuất và xuất khẩu dầu sang các thị trường đã chọn trong 6 tháng tới mà không bị giới hạn. Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận tại Barbados vào hôm thứ Ba về bảo đảm bầu cử cho một cuộc bỏ phiếu được quốc tế giám sát sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm sau. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ dừng lại ở việc Maduro đồng ý phục hồi chức vụ cho các ứng cử viên đối lập đã bị cấm đảm nhiệm chức vụ công. Thưa quý vị, chuyến bay trục xuất đầu tiên của Hoa Kỳ đã hạ cánh ở Venezuela. Chuyến bay trục xuất đầu tiên của Hoa Kỳ tới Venezuela theo sáng kiến của chính quyền Tổng thống Biden đã hạ cánh xuống Caracas vào thứ Tư, một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với việc thiên hành biên giới khi Hoa Kỳ vật lộn với những cuộc vượt biên bất hợp pháp đã gia tăng kỷ lục. Truyền hình Venezuela chiếu cảnh công dân nước này xuống máy bay tại phi trường quốc tế Simon Bolivar, được kiểm tra y tế và được ghi danh khi họ tới quốc gia Nam Mỹ này. Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã vất vả giải quyết số lượng người di cư bất hợp pháp tăng cao kỷ lục qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico hiện nay. Tình trạng bất ổn về kinh tế lẫn tài chính trong nước, cộng thêm lệnh trừng phạt của Washington đã khiến cho nhiều người tại Venezuela phải chạy trốn. Hơn 380.000 người vượt biên giới đã bị bắt quả tang từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021, tăng từ 2.200 trong năm 2019 và 1.200 trong năm 2020. Người đứng đầu lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ Jason Owens nói với phóng viên, người di cư nên sử dụng các con đường hợp pháp để vào Hoa Kỳ thay vì là vượt biên trái phép. 30 tấn viện trợ cho Gaza do chính phủ Venezuela gửi đến Ai Cập. Hàng chục thùng hàng với 30 tấn hàng viện trợ do chính phủ Venezuela gửi đến Ai Cập vào hôm thứ Tư, ngày 18 tháng 10. Đoạn phim từ sân bay Al Arish cho thấy các tình nguyện viên của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đang chất quyền Anh lên xe. Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas vào hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 10 về tình hình ở dải Gaza, đồng thời thúc giục thiết lập hành lang viện trợ nhân đạo để giúp đỡ người dân địa phương. 30 tấn viện trợ nhân đạo đã được thống nhất trong cuộc gọi. Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với kênh nhà nước rằng viện trợ bao gồm thực phẩm để lâu, nước, bộ sơ cứu, vật tư y tế và nhà máy điện. Gil cũng cho biết họ đang phối hợp với chính phủ Ai Cập để đảm bảo một hành lang cho phép viện trợ vào dải Gaza. Một người phụ nữ nhập cư Việt Nam được chọn lái chiến đấu cơ tại triển lãm hàng không Seoul. Phụ nữ di dân Việt Nam ở Nam Hàn được chọn nằm trong số 4 công dân tiêu biểu đất nước này lái chiến đấu cơ T-50 tại triển lãm hàng không Seoul diễn ra ở Nam Hàn. 4 người được gọi là phi công quốc dân. Mạng báo The Korea Times loan tin 18 tháng 10 từ bản tin không quân Nam Hàn cho biết, người phụ nữ Lee Ho-cheon, 41 tuổi, tới đất nước này qua đường hôn nhân năm 2001 và đã được vào quốc tịch Nam Hàn năm 2007. Dù có 2 con và đang là nhân viên ngân hàng, cũng là gia sư tiếng Việt, bà Lee Ho-cheon cũng được nhận bằng phi công lái máy bay hạng nhẹ. Trở thành phi công là ước mơ từ thuở thiếu thời. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn, bà không theo đuổi được ước mơ đó. Khi tới Nam Hàn, bà không từ bỏ giấc mơ. Tin cho không cho biết tên tiếng Việt của bà là gì. 4 phi công quốc dân được tuyển chọn năm nay lái chiến đấu cơ T-50 ở triển lãm hàng không và phòng thủ quốc tế diễn ra tại căn cứ không quân Seoul Nam. Có gần 2.700 người nộp đơn để được chọn làm phi công quốc dân năm nay, và đây là lần có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất từ khi có chương trình này khởi sự năm 2007. Từ đó tới nay, 37 người thuộc mọi thành phần lứa tuổi gồm sinh viên, nhân viên văn phòng, cảnh sát, y tá, giáo sư được chọn làm phi công quốc dân Nam Hàn. Amazon ngừng cung cấp dịch vụ phim trực tuyến tại Việt Nam trong tháng 11. Người xem video trực tuyến của Amazon ở Việt Nam trong tháng 11 sẽ không còn tiếp tục nhận được dịch vụ này theo thông báo mà hãng gửi ra cho người dùng qua đường email gần đây.
Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, người dùng Prime Video tại Việt Nam đã nhận được thông báo về việc chấm dứt dịch vụ sau ngày 31 tháng 10. Ngoài ra, Amazon cũng thông báo rằng người dùng sử dụng tài khoản cho Prime Gaming sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Amazon hiện chưa đưa ra lời giải thích cụ thể nào về quyết định này. Tuy nhiên, có những ý kiến nhận định rằng việc Amazon ngừng dịch vụ tại Việt Nam là do hãng tuân thủ các quy định của chính phủ Việt Nam. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã yêu cầu các nhà mạng rà soát hoạt động hợp tác cho thuê dịch vụ với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền xuyên biên giới, trong đó có Amazon. Amazon và Hồ Nam đã thông báo sẽ không tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bản tin tiếp theo liên quan cảnh sát Ba Lan bắt tên trộm giả làm mannequin. Cảnh sát tại Warsaw cho biết một người đàn ông Ba Lan bị bắt sau khi tự giả làm mannequin trước cửa sổ trưng bày, trước khi ăn trộm đồ từ trung tâm mua sắm sau khi nó đóng cửa. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, thanh niên 22 tuổi với chiếc túi trên tay bất động giả vờ làm mannequin trước cửa sổ một cửa hàng. Bằng cách này, anh ta muốn tránh bị máy quay phát hiện. Có lần y đã lấy trộm đồ trang sức sau khi trung tâm mua sắm đóng cửa. Một lần khác, y đi ăn một nhà hàng trước khi lòn dưới tấm rèm sắt ở lối vào cửa hàng để đổi quần áo mới. Và sau đó, anh ta đi mua thêm đồ ăn. Cuối cùng, anh ta đã bị nhân viên an ninh phát giác và gọi báo cảnh sát. Được biết, người đàn ông này cũng đã từng ăn trộm từ trung tâm mua sắm khác. Nơi đó, anh ta lấy tiền từ máy tính tiền và cố gắng ăn trộm những món đồ khác nữa. Người đàn ông này có thể phải đối mặt với án tù 10 năm với những tội bị cáo buộc như trên. Và bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Chúng tôi cũng xin mời tất cả quý đồng hương Phật tử cùng ủng hộ cho hội từ thiện Hoa Sen Việt kết nối từ tâm với buổi tiệc chay gây quỹ vào thứ bảy tuần này vào lúc 5 giờ chiều được tổ chức tại chùa Điều Ngự. Và giá vé ủng hộ là 45 Mỹ kim một vé bao gồm ẩm thực và ca nhạc. Ngoài ra, quý vị ở xa nếu muốn ủng hộ xin vui lòng liên lạc tới 7148925400 hay ủng hộ cho vé số từ thiện sẽ được sổ số ngay trong đêm từ thiện tiệc chay gây quỹ tại chùa Điều Ngự vào thứ bảy tuần này, và chương trình sẽ được trực tiếp truyền hình trên đài IBC TV. Sứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý khán giả và những người thân yêu một buổi tối thật ấm cúng và vô lượng an lạc.